Ok, chào con nha. Cả buổi tối chị Duyên. Good evening. Good evening. How are you today? Có nghe thầy nói Nhỏ không? nói to nên em ơi. Alo, hello. Có ạ. Có nghe thầy nói gì không? Good evening. Thầy hôm nay rất mệt nhá. Thầy hôm nay rất mệt nhưng thầy không nói được nhiều đâu. Nên hãy nghe nghe rõ vào. Today I will learn a new lesson about shape. Chúng ta sẽ học hôm nay chúng ta sẽ học về hình dáng, các hình khối. Con thấy slide của thầy chưa? Rồi ạ. Ok, chúng ta bắt đầu học nha. Are you Yes, I'm ready? Ok. Welcome to Canada. Today we will learn about the different shapes. Chúng ta sẽ học về những hình dáng khác nhau. Thầy nghe là hình gì? vuông. What is this in English? Trong tiếng Anh thì hình hình này gọi là hình gì? Hình vuông tiếng Anh là gì? Shape. Không. Hình vuông trong tiếng Anh cơ mà. Square. Đọc với thầy square. 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 Đọc to lên. Đọc rồi thầy nghe. Square. Square. Đúng rồi. Tiếp theo hình tròn trong tiếng Anh là gì? Circle. Circle. Đúng rồi. Tiếp theo, hình này là hình gì? Triangle. Chính xác. Hồi nữa thầy sẽ hỏi tiếp. Hình này là hình gì? Tập trong tiếng Anh. What is Rectangle. this? Rectangle. 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 Đọc 10 lần từ rectangle đọc to lên thầy. Để thầy nghe rõ. Rectangle. 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 3 lần, Rectangle. 4 lần, Rectangle. 5 lần. Rectangle. Đọc to nó Rectangle. lên, to nó lên. Rectangle. Ok thầy. Rectangle. 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 Rectangle, Rectangle. rectangle, Rectangle. rectangle, Rectangle. rectangle, rectangle, Hình tiếp theo trong tiếng Anh gọi là hình gì? Hình có bốn cạnh ấy, chúng ta sẽ gọi là gì? Nó giống như viên kim cương, chúng ta sẽ gọi là gì? nghe rõ. Ok, hình tứ giác trong tiếng Anh là gì? Nghe rõ chưa? Hình tứ giác trong tiếng Anh là gì? Về nhà đã học từ mới chưa Duyên? Thầy bảo về nhà học từ mới mà. Diamond. Diamond. Em ơi. Đọc to 20 lần từ diamond như thầy. Chứng tỏ về nhà không học bài. Đọc to Diamond, mà chậm, không phải đọc to mà nhanh. Diamond. Diamond, 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 Diamond. Diamond. Đọc phải có nghĩa vào Diamond. Mình đọc mình phải có không phải là mình đọc Diamond, Diamond. Diamond. Diamond, 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 Rồi dừng lại. Diamond. Hình tiếp theo chúng ta sẽ gọi là hình gì trong tiếng Anh? Heart. 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 Chính xác. Heart. Tiếp theo chúng ta sẽ học hình tiếp theo là cấu trúc chúng ta học là what shape it is. Và đây là hình vuông. Bây giờ con sẽ hỏi thầy đi và đọc cả câu hỏi này lên. What shape It is a square. Đấy là một hình vuông. Đấy, bây giờ thầy hỏi là con nhé. What shape is this? Thầy đang hỏi con cơ mà. Và con hãy nhìn vào hình này và con trả lời thôi. What shape is this? Hình này là hình gì? Is is a square. a square. Không phải a square mà a square. A square. Đấy, tiếng Anh học rất là khó nên phải tập trung vào. It's a square. Ok. Bây giờ hãy chọn một một cái từ mà nó không thuộc vào nhóm của những từ này. Chẳng hạn đầu tiên chúng ta có hình chữ nhật, cái bàn, hình tam giác. Và cái bàn này không phải là shape, vậy nên chúng ta sẽ loại nó ra. Tiếp theo đọc câu thứ hai lên, đọc đọc to lên nào. To. Đọc lên. Noon. Con chưa nghe rõ.
Con đọc to lên, đọc to câu thứ hai lên. Two. Đọc đọc lên, đọc từng từ một, đọc từng từ một. Noon. One. Two. Noon. Không phải one two, mà thầy bảo là trong cái hàng two này này con sẽ đọc hàng ngang này này. Con sẽ đọc những cái từ này lên. Đọc nào. Noon. Noon. Hot. Hot. Diamond. Diamond. Noon có nghĩa là buổi trưa. Hot có nghĩa là hình, hình gì? Hình trái tim. Đúng rồi. Diamond là hình gì? Hình trái, hình trái tim á. Diamond là hình trái tim á. Hình tứ giác. Hình tứ giác. Đọc 10 lần theo kiểu này. Diamond hình tứ giác. Đọc có thầy. Đọc 10 lần đọc to lên. Diamond hình tứ giác. Diamond hình tứ giác. Diamond hình tứ giác. Đọc to lên. Diamond hình tứ giác. 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 Đọc to lên. Diamond hình tứ giác. Đọc to lên. Diamond hình tứ giác. Diamond hình tứ giác. Đọc to lên. Diamond hình tứ giác. Ok, vậy thì trong ba từ này thì từ nào từ khác biệt và chúng ta cần phải loại ra? Hot và diamond có nghĩa là chỉ về hình dáng, còn noon là chỉ buổi chiều, có nghĩa là gì? Có nghĩa là thời gian. Thời gian nó khác so với hai cái này thì chúng ta phải loại cái này ra. Đã hiểu được, đã hiểu bài làm chưa? Con đã hiểu bài làm chưa? Alo. Ừ, ok. Làm tiếp câu thứ ba thầy, đọc lên, đọc to lên và chọn cái từ mà nó không cùng thuộc nhóm với các từ còn lại. Đọc to lên. 3. Sao thế? Có hiểu, có hiểu hiểu nhiệm vụ mà thầy muốn nói không? Đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Hiểu rồi sao không đọc lên? Thầy đã yêu cầu con đọc mà. Câu số 3. Square. Tiếp, đọc tiếp, đúng rồi, đọc tiếp đi. Circle. Vậy thì từ nào từ khác biệt so với những từ còn lại? Trong ba từ đấy. Nhanh lên nha, chúng ta không có nhiều thời gian Duyên ạ. Square, con không hình thành cho mình một tư duy là đầu tiên phải nghĩ từ đấy nghĩa là nghĩa gì. Square có nghĩa là hình vuông, seven có nghĩa là số 7 và circle nghĩa là hình tròn. Vậy thì số 7 nó sẽ khác với hai từ còn lại đúng không ạ? Đúng. Đúng thì tại sao con lại không làm? Tại sao con lại không làm? Thầy hỏi con tại sao con lại không làm? Đúng nhưng mà tại sao con lại không làm? Con biết đúng không? Con biết nhưng mà con lại không làm. Đọc tiếp câu số 4 cho thầy. Đọc to lên. Học nghiêm túc vào. Tiếp. Hả? Ừ, tiếp. Morning. Vậy thì con sẽ chọn đáp án nào? Hãy nghĩ xem, hãy nghĩ từng từ có nghĩa gì và hãy xem từ nào từ khác biệt so với tất cả các từ còn lại. Thì chúng ta sẽ loại từ đấy ra thôi. Nó chỉ đơn giản là như thế thôi mà. Theo con từ nào từ khác biệt nhất so với ba từ con vừa đọc? Triangle có nghĩa là hình tam giác. Duyên, thầy hỏi con tại sao con không trả lời? Con không biết hay là như thế nào? Duyên, con nghe thầy nói không? Tại sao thầy hỏi con? Nhưng mà tại sao thầy hỏi con không trả lời? Thầy đã giải thích yêu cầu đề bài cẩn thận như thế rồi mà. Hãy làm lại câu 4 đi. Thầy chỉ cho con khoảng 10 giây để con làm lại câu 4. Hãy chọn từ khác nhất. 1, 2, 3, 4, 5. Triangle. Triangle. Morning. Vậy thì từ nào từ khác biệt? Con chỉ cần nói thêm từ nào từ khác biệt thôi. Từ nào từ khác biệt so với những từ còn lại, chẳng lẽ con lại không biết à? Đây chẳng hạn như ở đất trên này có từ square là hình vuông, circle là hình tròn và seven là số 7. Đúng không? Số 7 nó sẽ khác so với những hình, nó sẽ khác với hình dạng, số 7 là chỉ là một con số thôi. Nó khác so với hình vuông và hình tròn bởi vì nó khác nhau. Nó không liên quan gì cả.
khác nhau có nghĩa là không liên quan gì hết. Vậy thì trong câu 4 thì theo con từ nào, triangle, horse hay là morning, từ nào từ khác biệt? Morning. Đúng rồi, nó chỉ về thời gian, nó sẽ khác với hình dạng. Đấy, phải tư duy mạnh lên. Làm tiếp câu số 5, thầy không nói nữa đâu. Square, evening, diamond. What is the most different words in here? Từ nào từ khác biệt mà chúng ta cần phải loại bỏ? Evening. Chính xác. Đấy, nó chỉ đơn giản như thế thôi. Sao con cứ cảm thấy mệt mỏi đấy nhỉ? Thầy làm con làm thế thầy cũng không cảm thấy thoải mái. Đọc to lên. One. Đọc to từng từ một, từ con số và đọc to lên. Rectangle. Tiếp, đọc tiếp. Rectangle. Rectangle. Rectangle là hình. Hình này có phải là hình rectangle không? Từ từ. Hình này có phải là hình rectangle không? Hình như không phải. Đúng rồi. Phải bảo là yes, it is. Không bảo có. Chúng ta không được phép nói tiếng Anh. Không được được phép nói tiếng Việt trong giờ tiếng Anh. Yes, it is. Duy Hân. Yes. It is rectangle. Con chưa nghe rõ. Duy Hân. This is a rectangle. This is a rectangle. Okay. Two diamond. Duy Hân, this is a diamond, right? No. It is a square. Mm-hmm. Duy Hân, this is a circle. Circle. Thầy đang hỏi con mà, sao con thì bảo có mỗi circle? Con thì bảo là yes hay no chứ? Thầy hỏi, thầy chỉ đơn giản, thầy đang hỏi con đây có phải là hình tròn hay không. Thầy đang đặt ra một câu hỏi nhưng mà con lại trả lời, con lại trả lời theo một kiểu khác. Con sẽ bảo là yes, it is a circle. Chỉ đơn giản thế thôi. Sao men xuyên làm thầy bực mình thế nhỉ? Tiếp theo. It is a heart. It is a heart. Thầy đang hỏi con mà, sao con lại nhắc lại câu hỏi của thầy? Người học có người hỏi thì có người trả lời, con hiểu không? It is a heart, Duy Hân. Thầy đang hỏi con đây có phải là hình trái tim hay không? Thì con sẽ bảo trả lời là yes, it is a heart. No, it isn't a heart. Có nó là hình vuông. Có nó là, xin lỗi, có nó là hình trái tim. Hoặc là không, nó không phải là hình trái tim. Con chỉ cần bảo như thế thôi. Học tập trung vào nhá. Không có thầy bắt chấp phạt đấy. Hôm nay thầy rất là nghiêm. It is a heart, Duy Hân. No. It isn't a heart. Phải nói thêm là it isn't a heart. Nó không phải là một hình trái tim một gì nữa. Thì con sẽ trả lời là no. Không rồi, nhưng mà con sẽ trả lời thêm là it isn't a heart. Nghe rõ chưa? Hay chưa nghe rõ? Duyên, nghe rõ chưa? Thầy hỏi con, thầy đang hỏi Duyên mà. No, it isn't a heart. Hãy nhắc theo thầy. No, it isn't a heart. No. It isn't. It is a. Đây không phải it is a, khổ quá. Đây là không phải mà it is a, not. Nếu mà khó quá con sẽ bảo là it is not. Thế thôi. No, it isn't. No, it isn't a heart. No, it is. A heart. Không phải, thế thì con lại bảo là không, đấy là hình trái tim à? Đấy không phải là hình trái tim, con sẽ bảo là không. Đấy không phải hình trái tim, thì con sẽ bảo là no, it isn't a heart. Thầy nhắc lại lần thứ 5 rồi. Đọc to thế nào? No, it isn't a heart. Con chưa nghe rõ. No, it isn't a heart. Read after me. No, it is a heart. Không phải is a. Thầy bảo 3 lần rồi. It isn't. No, it isn't a heart. No, it is a heart. Is a hay là isn't? Không phải tôi bắt anh đọc lại cả từ này. Đúng rồi. Nó cho chú ý nhá. Học anh tốt đấy, anh học không chú ý một tí nào đâu. Ok, cái này chúng ta sẽ nối. Chỉ là nối thôi.
Bây giờ đọc cho thầy nào. Square. Square. One triangle. One triangle. One triangle. Đọc to lên. One triangle. One triangle. Try, không phải try. One triangle. One triangle. Three diamond hút bảy. Con chưa nghe rõ. Three diamond hút bảy. Three diamond good bảy. Three diamond good bảy. Four circle egg. Four circle egg. Hình tròn là gì? Hình tròn tiếng Anh là gì? Circle. Hình vuông tiếng Anh là gì? Square. Hình tam giác tiếng Anh là gì? Triangle. Hình tứ giác tiếng Anh là gì? Diamond. Chính xác. Học là phải học như thế. Nói sau nghiêm túc nhá. Đấy, triangle. Bởi vì nó không phải con số. Cái đầu tiên là square, cái thứ hai triangle, cái thứ ba là diamond, nó không phải là would be. Và cái tiếp theo là circle, nó là vòng tròn chứ không phải là hình quả trứng. Đây giúp chúng ta phân biệt thôi. What shape is this? Trả lời đi. What shape is this? It is a square. Chính xác, tương tự. What shape is this? It is a heart. Chính xác. What shape is this? Tốt rồi đấy. It is a triangle. Chính xác. What shape is this? It is a circle. Bây giờ thì Duy Hân cầm chuột và Duy Hân chỉ cho thầy. À, Duy Hân có chuột đấy không? Hay là không có đúng không? Không có chuột đúng không? Không có thì thôi, không có thì sao? Ok. Cũng cảm thấy mệt mỏi rồi nhá, tại vì hôm nay thầy cũng hơi mệt đấy. Nên là nó có rất quá nhiều thứ để nói. Ok, chúng ta học bài tiếp theo. Are you ready, Zion? Yes, I'm ready. Ok, học bài mới nhá, chúng ta học bài mới nhá. Thầy tải slide về đã. Hôm nay chúng ta phải học về các đồ vật trong phòng học. Các đồ vật trong phòng học thì con sẽ biết có những đồ vật gì, các dụng cụ gì học thường xuyên ở nhà. Chúng ta có bút chì, chúng ta có vở, chúng ta có bút tẩy, chúng ta có nhiều thứ đúng không ạ? Ok. Con thấy slide của thầy chưa? Con thấy slide chưa? Ok. Học nghiêm túc nhá, Duy Hân nhá. Hôm nay không có chuyện là mình học ấy đâu, không có nghe bài hát đâu. Are you ready, Zion? Listen to me. Eyes on me. Today we will learn about classroom objects. Đọc to thầy. Classroom objects. Đọc to lên. Con chưa nghe rõ. Quá rồi. Đọc to cho thầy nào. Classroom objects. Classroom objects. Anh đã nghe thấy chưa? Đã nghe thấy rõ chưa? Lesson 4.1. Classroom objects. Classroom objects. Sai rồi. Đọc 10 lần từ classroom có thể. Classroom. Đọc to và chậm. Classroom. Đọc lên. Classroom. 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 Classroom, 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 classroom. Classroom,
Classroom. 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 Đọc thay nào. Classroom objects. Classroom objects. Cái gì? Objects. Objects. Of. Of. Objects. 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 Of nha, không phải là of. 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 Objects. Objects. Đọc lại thế này nhá. Classroom objects. Classroom objects. Có nghĩa là object có nghĩa là đồ vật, còn classroom có nghĩa là phòng học, tức là các đồ vật ở trong phòng học đấy. What is this? This is a book. That's right. A book. A book. Thì thầy nói thế con phải đọc theo chứ. Sao con lại im lặng thế? This is a book. This is a book. Rất tốt. What is it, Duyên? This is a crayon. Very good. Excellent. A book. A crayon. Okay. What is it, Duyên? This is a pen. That's right. A crayon. A pen. Đâu thế nào? A pen. Đâu thế nào? A pen. Đốt. A pen. What is it, Zion? This is a pencil. That's right. What is it, Zion? This is a ruler. That's right. A pencil. What is this, Zion? This is a eraser. Un. Nhớ là bắt đầu một chữ i ấy, là chữ e ấy, là phải có un, không phải là ơ nữa. This is un eraser. This is an eraser. This is an eraser. Very good. A ruler. Hoặc là có một từ mới, đổi từ đồng nghĩa với eraser là từ a rubber. Đọc to nào. A rubber. A rubber. A rubber. A rubber. Rất tốt. A rubber. Hôm nay học tốt hơn những hôm trước đấy. Hôm nay chúng ta sẽ học cấu trúc, đấy là cấu trúc hỏi. What is this? Đây là cái gì? Và chúng ta sẽ trả lời là it is cộng với a hoặc an đi với cái danh từ đấy. Chẳng hạn như đây là cái thước đúng không ạ? Thầy sẽ hỏi con là what is this? Con trả lời đi. It is a ruler. Đấy, tương tự như thế thôi. Bây giờ con hỏi lại thầy đi. Bây giờ con hỏi thầy đây là cái gì đi. What is this? It is a ruler. Vỗ tay. Đúng rồi. Chúng ta làm đúng rồi mà. Tiếp theo, bây giờ con sẽ chỉ, bây giờ thầy sẽ chỉ vào mỗi hình ảnh này và con sẽ nói với thầy, đây là nó vật có hai đáp án lựa chọn này, con sẽ chọn cho thầy một đáp án đúng, được không ạ? Ok. What is it, Zihan? This is a book. That's right. What is it, Zihan? Nghe nghe. This is a pen. What is it, Zion? This is a
a rubber. A rubber. What is it, Duyên? This is a crayon. Crayon. Okay. Chữ chúng ta điền vào đây là chữ gì? Chữ gì trong tiếng Anh? Chữ cái tiếng Anh ấy. Chúng ta sẽ điền cái gì vào đây? Ở cái hình ảnh đầu tiên là một cái bút thì chúng ta sẽ điền từ gì còn thiếu vào đây? Điền chữ gì, chữ cái gì, chúng ta sẽ điền chữ cái gì còn thiếu? Tôi xin lỗi. Chúng ta sẽ điền chữ cái gì còn thiếu? Duyên, sao thầy hỏi con này không trả lời? Duyên. Alo, con có nghe rõ không? Có. Nhưng mà tại sao con này không trả lời? Đây chẳng qua là con sẽ nhìn cái hình ảnh này và con sẽ xem từ nào còn thiếu. Chẳng hạn như a pen, nó thiếu chữ y, đúng không ạ? Con sẽ bảo là the letter e, là được. Tiếp theo, what the letter is missing, từ nào còn thiếu, à, chữ cái nào còn thiếu ở đây? Hãy nhìn hình ảnh và nói. Letter K. Yes. The next one, what is the missing word? The missing letter, thầy xin lỗi. Chữ cái nào còn thiếu? The letter. Chữ cái gì? Đây là một cái bút chì mà. Pencil thì nó phải thiếu cái C đúng không ạ? Đúng. Đúng nhưng mà sao lại không nói? Nói thêm mà cũng nói được. Tiếp theo, chúng ta thiếu chữ cái gì ở đây? The letter. Anh học hành có nghiêm túc không? Không mà tôi cho nghỉ học này. A rubber. Là thiếu chữ B. Là thiếu chữ B. Tại sao em này không nói? Sao thầy hỏi em thế nhưng mà sao em này không nói? Hay là em không biết ở gì hơn? Em có biết không? Thầy hỏi thật, em có biết không? Biết nhưng mà tại sao em lại không nói? Em sợ sai hay là như thế nào? Em sợ sai vì đáp án mình nói ra hay như thế nào? Sai hay đúng không quan trọng Duyên nhé. Sai hay đúng mình vẫn phải nói. Tại vì hôm nay là bài học của thầy. A rubber. Tiếp theo, chữ cái gì còn thiếu? Nó to lên, khổ quá. Học với anh tôi cũng chết mệt đấy. Letter C. Chính xác, thế thôi, chỉ có thế thôi, đơn giản đấy mà. Tiếp theo, chữ cái gì nữa? Không mà tôi bắt về, bắt anh chép phạt 1000 lần từ này. Chữ cái này đấy. Chúng ta thiếu chữ cái gì? The letter U, a ruler, thì phải đọc là U chứ. Đấy nhá, con biết nhưng con không trả lời. Vấn đề là Duyên biết cái từ đấy nhưng mà Duyên không trả lời. Thì thầy không biết là lý do tại sao. Tại vì con sợ, đang sợ thầy hay là con ngại con chưa đưa ra đáp án. Thầy rất là bực mình ấy. Thật sự là con không đưa ra một cái đáp án nào. Miễn là kể cả chữ này chữ Âu đi, con nói sai đi, thầy vẫn có thể sửa lại cho con được. Nhưng mà đằng này con lại không nói. Chứng tỏ con sợ sai đúng không? Đấy, chứng tỏ con sợ sai. Lần sau không được phép sợ sai. Sai vẫn phải nói riêng nhé. Đấy là quy tắc trong lớp của thầy. Tiếp theo, what is this? This is a ruler. Cái trên hay là cái dưới? Trên ạ. Chính xác. Thế thôi, con cứ nghe theo thầy và làm theo thầy là được. What is it, Duyên? This is a... Cái dưới này, cái dưới này. A crayon, đúng không ạ? A book, cái này là a book này. Tiếp theo, what is it, Duyên? This is a book. Thực sự là thầy rất là bực mình đấy. Nếu như mà con học kiểu này thầy rất là lo. Tại vì học mà không để tâm gì cả. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe một bài hát. Con sẵn sàng chưa? Are you ready, Duyên? Yes, I'm ready. Để học hát thì nghe nhanh mà học bình thường thì không tập trung gì cả. Lần sau chú ý được không Duyên? Duyên, thầy hỏi. Lần sau thầy hỏi con nhớ phải trả lời nhá. Bắt buộc phải trả lời nhá. Vâng.
Đấy, đừng có im lặng nhá, đừng có giữ im lặng là chết đấy. Tại vì thầy hôm nay rất mệt, con hiểu không? Nếu như mà con cứ làm thế này, thầy sự rất mệt. Ok, thầy sẽ cho con nghe bài hát này. Are you ready, Zion? Yes, I'm ready. Ok. Và hãy nhớ là con sẽ học các từ mới ngày hôm nay qua bài hát này và vừa ôn lại, ok? Do you understand? Khi thầy hỏi con do you understand, con sẽ bảo là yes, I understand, teacher Hùng nói. Do you understand, Duyên? Yes. I? Yes. I understand. Understand. I understand, teacher Hùng. Phải nói cái câu này không mà thầy không cho học tiếp. Yes, I understand, teacher Hùng. Yes, I understand, teacher Hùng. Ok. Đấy, lần sau cứ nói câu đấy nhá. Lần sau mà thầy hỏi như thế cứ bảo là câu đấy. Pencil, pencil, pencil. Khi mà người ta nói như thế thì con phải hát theo, ok? Sharpener, 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 cái gọi bút chì ấy, sharpener. Sharpener. Chết, anh học thế này thì tôi chết luôn. Sharpener. Đọc chậm thôi. Sharpener. Eraser, eraser. Sharpener. 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 Eraser. 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 Sir. Ruler. 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 Đọc to lên. Đối với thầy, đọc to hay nào? Ruler. Không mà tôi bắt anh về chép phạt từ này 1000 lần đấy. Ruler. Ruler. Tốt. Ruler. Book. 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 Chính xác. Scissors. Scissor. 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 Scissors. Chair. 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 Desk. 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 Chính xác. Pen. 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 Bag. 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 Anh đọc sai rồi. Bag. Từ từ bờ đọc nặng hơn. Bag. Bag. Okay, are you ready for new lesson? Con sẵn sàng học một bài học mới chưa? Ok. Bài học chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ học một bài mới. Thầy xin lỗi. Thầy xóa bài này đi.
Okay. Ready, Zion? Yes, I'm ready. Mm-hmm. Tiếp theo chúng ta sẽ học một bài mới, đấy là về classroom objects. Phần tiếp theo. Ok, are you ready? Eyes on me. Có nghĩa là hãy tập trung vào thầy, hãy nhìn thầy nào. Are you ready, Zion? Yes, I'm ready. Okay. We will learn the next lesson about classroom objects. Lesson 4.2. I have a song in here. And wait a minute. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. Wait a minute. Okay. Có thấy video chưa? Đã thấy video chưa? Dream English Kids. Hi friends. Are you ready to sing the What's in Your Bag song? Here we go. What's in your bag? What's in your bag? It's my pencil. It's my pencil. What's in your bag? What's in your bag? It's my notebook. It's my notebook. What's in your bag? What's in your bag? It's my pet snake. It's my pet snake. You don't have a pet snake. What's in your bag? What's in your bag? It's my ruler. It's my ruler. What's in your bag? What's in your bag? It's my eraser. It's my eraser. What's in your bag? What's in your bag? It's my pet spider. It's my pet spider. You don't have a pet spider. What's in your bag? What's in your bag? It's my pencil case. It's my pencil case. What's in your bag? What's in your bag? It's my book. It's my book. What's in your bag? What's in your bag? It's my pet dinosaur. It's my pet dinosaur. You don't have a pet dinosaur. Dinosaur nghĩa là con gì? Con khủng long. Con sứa tiếng Anh là gì? Jellyfish. 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 Ah! One more time. Faster. What's in your bag? What's in your bag? It's my pencil. It's my pencil. What's in your bag? It's my notebook. What's in your bag? What's in your bag? It's my pet snake. It's my pet snake. You don't have a pet snake. Ah! What's in your bag? What's in your bag? It's my ruler. It's my ruler. What's in your bag? What's in your bag? It's my eraser. It's my eraser. What's in your bag? What's in your bag? It's my pet spider. It's my pet spider. You don't have a pet spider. Ah! What's in your bag? What's in your bag? It's my pencil case. It's my pencil case. What's in your bag? What's in your bag? It's my book. It's my book. What's in your bag? What's in your bag? It's my pet dinosaur. It's my pet dinosaur. You don't have a pet dinosaur. Ah! Great job! Okay.
So now we will go straight to our lesson today. Chúng ta sẽ học tiếp với bài học ngày hôm nay. Ready? Yes, I'm ready. Okay, what is it, Zion? What is this? This eraser. Sai rồi, nó là cái keo dán mà, nó phải là glue. Glue. Glue, đọc có thầy to, đọc to lên, glue. 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 Tiếp theo là một cái bút bút nhớ, chúng ta gọi là marker. 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 Đọc đôi nào. Marker. Nhớ cái khẩu hình miệng nó phải thay đổi một tí. Tiếp theo, pencil case. Pencil case. Tốt. Pencil case. Pencil case. Ồ, nhanh lên nào. Pencil case. Pencil case. Pencil case. What is it, Jian? This is a paper. Nó là một tờ giấy ạ. Paper. Paper. Tiếp theo. Paper. This is paper clip. Có nghĩa là cái như là gọi là cái gì nhỉ? Cái móc giữ giấy, hiểu chưa? Paper clip. Paper clip. Cái gì? Đọc lại xem nào. Anh đọc lại cho tôi. Nó là gì? Paper. Paper clip. Paper clip. Đọc 20 lần. Paper clip. Gọi là cái paper. Rồi đọc to lên. Paper clip. To lên. Paper clip. Paper clip. Paper clip. Paper clip. Từ nhá. Clip. Ok. Paper clip có nghĩa là cái giữ giấy nhá. Ok, như hiểu là người ta gọi là cái móc giữ giấy ấy, hoặc là gọi là cái ghim, hiểu chưa? Cái ghim giấy, hiểu chưa? Paper clip là gì Duy Anh? Paper clip là gì? Tôi chưa nghe đó. Paper clip nghĩa là gì? Cái giữ giấy. Hoặc là cái ghim giấy. Ok, cái ghim giấy. Ok. Ok, buổi học của chúng ta ngày hôm nay đã xong. Và thầy sẽ gửi bài cho mẹ con qua slide và có gì qua, xin lỗi, qua mail. Có gì con bảo mẹ ôn tập cho con tất cả những thứ trong đấy nhé. Những thứ trong đấy nhé. Và học nhớ là phải nghe các bài hát bằng tiếng Anh, ok? Chỉ về đồ vật ở trong phòng học. Đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Sao lại bảo là đã hiểu rồi? Bảo là con đã hiểu rồi. Thầy nói có chủ ngữ vào. Con đã hiểu rồi thầy ạ. Nói xem nào. Nói to lên. Con đã hiểu rồi thầy ạ. Anh có nghe rõ. Con bảo thầy là con đã hiểu rồi thầy ạ. Con đã hiểu rồi thầy ạ. Duyên bị ốm à? Sao có nước mũi này? Duyên bị ốm à? Bị ốm đúng không? Bị cảm à? Sao mà có nước mũi này? Nhớ lấy giấy nhớ lấy giấy lau nhá. Để lau cho đỡ bị ấy nhá. Ok, goodbye Duyên and see you tomorrow. Hẹn gặp con vào buổi học ngày mai. Ok, see you soon, ok? Nhớ bảo với mẹ con là thầy Hùng có gửi bài nhá. Vâng. Ok, bye bye, see you soon. Bye bye.